Hàng tàu giờ nó nát giá đến mức này rồi anh em ơi. Con này là bu lông của Cambro. Đấy, con này dòng không chổi than, lực siết 360 niu, đầu bu lông rỗng cho nên là làm tùm lum việc luôn. Đấy, từ bắt vít, bắn tôn, làm nhôm, làm kính các kiểu luôn. Đấy, con này thì nó rẻ một cách bất ngờ luôn, có 380.000 thôi. Đấy, những con đời trước bu lông giá rẻ tầm 360 thì nó cũng loanh quanh tầm 550, 500. Đấy, nhưng mà phiếu bảo hành đầy đủ đây, hộp cắt tông. Đấy, thân máy drama, logo nổi, đủ tiêu chí của anh em chưa? Đấy, logo nổi, màu xám đẹp, đấy, giá rẻ, rất đủ tiêu chí của anh em rồi. Đó là ngon và rẻ. Đấy, thế con bổ thì nó phải tùy khách hàng nhá, đúng không? Bây giờ người ta đang cần ăn sâm thì ông lại dí hoa quả vào, người cần hoa quả thì ông lại dí sâm vào. Nói chung là rẻ, bu lông rỗng, bắn vít, bắn tôn. Đấy, lực siết 360 niu thì thực ra là em cũng không phải nổ lắm, nhưng mà những cái hàng bu lông nói chung của hàng OEM ấy, ví dụ Deadtong A, Makukan thì nhiều khi cái lực này Deadtong thế thôi, nó không hoàn chuẩn đâu. Đấy, cho nên là anh em cứ phải khấu hao trừ đi. Đấy, nhưng mà với con này thì 360 niu nó đề trên này thì em nghĩ chắc là mở tầm ốc 21, 22 trở lại thôi. Đấy, con này thì anh em kiểu như là để trên ô tô ấy, đấy, sắm thêm một bộ khẩu này nữa. Đấy, ví dụ bộ khẩu này là 100.000, cái thân là 380 cộng bộ khẩu là 480 này, là chưa có pin sạc nhé. Đấy, thân máy nó có thế này thôi, rất rẻ rồi, 380.000, hàng như hàng đồng nát rồi. Mà giờ hàng mới là noi bảo hành cho anh em 6 tháng, cứ có lỗi gì vứt mày qua cho nó làm mạch, nó làm cò cho. Đấy, bây giờ nói là hàng Trung Quốc, hàng tàu nó rẻ đến mức mà anh em trong nước cũng chẳng muốn sản xuất rồi. Đúng không? Những cái đơn vị mà họ có nhiều khách hàng, tập khách hàng lớn như là của Hukan, của Deadtong mà bây giờ họ cũng có chả sản xuất làm gì cả. Đúng không? Tàu nó sản xuất rẻ như này thì thôi đi buôn cho nhanh, chứ còn yêu nước thì là yêu nước chuyện khác, đóng thuế cũng là yêu nước rồi. Đấy, chứ không phải cứ sản xuất mới là yêu nước đâu. Đấy, thì còn bọn em thì tiểu thương thì chỉ biết nhập về bán thôi. Đấy, chân pin phổ thông, hai tốc nhanh chậm này. Đấy. Đèn báo beam ra vào auto stop đầy đủ cả. Đấy. Hỏng mạch thay mạch, hỏng cò thay cò, chứ cứ trong 6 tháng lỗ thì bảo hành cho. Đấy, có ông hỏi luôn là 3.8 triệu là một cái à? Tại vì giá em ghi trên Zalo là 3.8 triệu thì ông bảo 3.8 triệu là một cái à? Em bảo 3.8 triệu thì mua mẹ mà người ta hãng đi dùng đích gì mấy con hàng tàu này, đúng không? Đấy, 3.8 triệu thì anh em dư được mua được một bộ hàng Devon này, Đồng Trang này, hay là S-Fan Pro ngon rồi. Cần gì mấy thằng OEM trong nước làm gì cả. Đấy, con hàng này nó là phân khúc cỏ, phân khúc giá rẻ. Đấy, 3.8 triệu thì thay vì anh em mua một con cho một thợ thì cho một anh em thì anh em có thể mua 10 con cho 10 thợ được rồi. Đấy, nhu cầu bán ốc giảm, cưới 17, 19 hay là mở ốc xe máy thực ra là sơ cua thôi. Tại vì anh em mình có cái gì nhỉ? Anh em mình có cái súng hơi rồi, đúng không? Đây là ốc 19 bánh xe à? Đây. Than gì đây, để lâu rồi có tháo không? Đây là chiều ra. Đấy, ra phát một rồi thôi. Ốc 24, ốc nồi 24 thì em nghĩ là không ra đâu. Tại vì ốc 24 thì lực nó hẳn nó về trên tầm 400 mấy niu cơ. Đấy, nhưng mà nhu cầu mà bắn vít bắn tôn như này nhá. Đây, em quay mọi người xem này. Đấy. Nhu cầu bắn vít bắn tôn đầu rỗng như này chắc chắn là sẽ tặng cho anh em là cái đầu chuyển rồi. Đấy. Bắn âm âm kiếm cái sắt về gái này, nó bật vít dài nhá. Đây, bắn vít dài cho anh em xem này. Đấy. Nó tụt là chuyện cơm bữa, tại vì đầu của nó đầu rỗng, nó chỉ dính bằng 500 thôi. Cái này thì yên tâm, cửa hàng sẽ tặng cho anh em mình các cái đầu chuyển đổi thôi. Đây, ví dụ bắn vít tôn, bắn sắt gỗ như này thoải mái. Những cái này thì gần phần lớn là quả pin được gánh thôi. Đấy, nhưng mà được cái là 3.8 triệu, 380 anh em mình có hàng chính hãng được bảo hành thế thôi. Đấy, hỏng mạch thì thay mạch, mà hỏng cò thì thay cò. Đây, quay nội thất cho anh em nhá, không cho anh em vào hàng 3.8 triệu dây nhôm. Mẹ, thực ra dây nhôm bây giờ chỉ là cái vấn đề trên máy rửa xe thôi, hay là mấy cái con này thôi, chứ còn mấy con này thì dây đồng đáng bao nhiêu, đồ to so to đáng bao nhiêu mà nó phải cuốn nhôm. Cái vấn đề dây đồng dây nhôm nó thay trên những con máy rửa xe giá rẻ và trên mấy con máy mài điện giá rẻ ấy. Còn mấy con chạy từ như này ấy, thì cái rô to của nó đáng bao nhiêu đồng nhôm đâu mà phải tiết kiệm thế, đúng không? Đấy, cũng tháo trên con 173 drama mà lớp công nhận rẻ thật, mấy thằng tộc giờ búa cũng biết đây, hình tê đây, cha dầu cha nhớt đàng hoàng đây. Nói chung là phần đằng sau này thì nó rô to, xa to, các thứ. Bảo luôn cho anh em xem. Thằng này đúng đi mưa mà có quên thì thôi, vứt luôn nhỉ, cần gì mà nhặt. Nó rẻ đến mức này mà. Ngày xưa một con khoan 10 ly rẻ rách nó tầm 450. Bây giờ nó về được khoảng tầm 300.
300 mấy. Bu lông ngày xưa rẻ rách cũng 550, giờ nó về hẳn luôn có 300 380. Đấy, rất rẻ. Quá rẻ. Thế còn độ bền đã bảo rồi, em bảo là ngon với rẻ. Nó là ngon và rẻ. Đấy, nó bắt vít bắt tôn, ngon về chức năng, rẻ về giá. Thế còn bổ nó tùy từng người nhé. Có những người dùng việc này dùng việc kia, có những người nhiều tiền, có những người chưa nhiều tiền. Đấy thì nó có nhiều phân khúc lắm, cho nên là ngon bổ rẻ nhiều khi nó chỉ có trên TV thôi. Còn anh em mua hàng là phải cân đối và xem xét nhu cầu của chúng ta. Đấy, bây giờ chúng ta tiền ít mà lại thích màu xám thì lên Hukan Gen 2, họ cao nữa thì mua ấy. Bây giờ đây đóng bao nhiêu rồi. Đây này, búa của nó này. Đây, mọi người xem này. Nó đáng bao nhiêu mà nó phải làm dây nhôm làm cái gì cả. Dây này thì chả là dây đồng thôi, cái dao dọc dây thôi nhỉ. Đây cạo cho xem. Có gì mà phải nghi ngờ. Nghi ngờ mới có rửa xe. Đây này. Đây, cạo thì những con kia đồng phai đồng gì nó ấy ngay. Cái này khả năng là đồng cũng không hẳn nguyên chất 100% đâu, nhưng mà được, nói chung là giá này là dùng được. Đấy, cũng có thể là pha, nhưng mà pha tỷ lệ thôi. Còn tỷ lệ bao nhiêu là lại phải làm một cái chuyên đề riêng. Đấy, làm chuyên đề xong thì anh em bán mẹ xong 200 cái kiếm tiền xong rồi. Mình cứ nói với nhiều quá kỹ thuật đúng không? Một số dòng rẻ nhá. Con này thì là đồng 100% này. Thổi của Darama, thổi điện nhá. Cái mã của nó là 6066, thổi điện nhưng mà chỉnh 6 tốc và có chỗ than. À xin lỗi. Dây đồng 100%. Còn than thì đương nhiên là phải chỗ than. Đây. Đó. Đấy, ngon lành luôn. Đấy, nhựa của nó thì nó làm tối ưu hơn, nó là nhựa cứng, nhựa giòn. Đấy thì các thứ là dây đồng 100% chỉnh 6 tốc, hàng giá rẻ của Darama. Đấy, cũng một hàng khá rẻ khác nhưng mà nó rẻ nhưng mà nó chất lượng. Đó là hàng của Talon. Con này thì thỉnh thoảng em mới về, nó là hàng nội địa của Trung. Đấy, hàng toàn chữ tàu thôi. Con này thì bán rất nhiều rồi, cái đợt Tết bán nhiều cho cô chú anh chị rồi. Đấy, bán làm nghề dùng hoa quả các thứ cũng có đấy. Đấy. 250 bao ship. Cái thổi Darama vừa rồi cũng là 250 bao ship. À, toàn chữ tàu thôi. Toàn chữ tàu thôi. Con này nếu mà để nó là công suất 2000W. Đằng sau cũng toàn chữ tàu thôi. Đấy, nếu mà chỉnh lên tốc nhanh nhất nó có hai mức nhiệt. Mức nhiệt cao nhất của nó thì nó chỉ đốt cái bìa cắt tông trong vài giây thôi. Đấy, cực kỳ ngon luôn. Đấy. Một cái mã nữa cũng rất ngon. Đấy, vừa mới tháo xong. Đó là con Darama 173 dòng Blood của Darama. Đấy, con này thì anh em quan tâm nhiều, thêm dán thêm nổi, thích tao về tao dập tí Darama tao dán vào là thành đổi ngay. Đấy, dán nổi hay không nhiều khi nó cũng chả ảnh hưởng chất lượng đâu. Bây giờ mấy con Makita thì nó toàn in tem nổi, nó mất thêm mấy nghìn để nó in nổi vào để nó lùa gà thôi, chứ còn nổi với dán thì nó cũng chả giải quyết gì. Đấy, giống như con cam này em nói vui này đúng không, đúng như anh em thích. Đúng như anh em thích là gì? Là một là tem nổi, hai là giá rẻ và ba là màu đẹp. Thế đúng như anh em thích. Còn các cái khác anh em không thích thì kệ, nhưng mà anh em bán là bán, mình vào cái anh em thích chứ mình đâu hoán được cái mình thích đâu. Đấy, nhưng mà con này về mặt giá trị sử dụng 550 là ok. Đấy, vít ngựa, vít nhẹ các thứ là ok. Rất nhiều video rồi. Và đỉnh nhất của combo này đó là hai quả pin Pingyang 2A là giá chỉ có 1 triệu thôi. Đấy, anh em mua đã rẻ hơn 90.000 rồi. Đấy, tại vì thân này là 550 nhá, thân 550 cộng với cả pin 207. Hai quả pin 207 là 540. 540 cộng với 550 đã là 1090 rồi. Mà nó chưa có sạc, đấy là mình mua lẻ từng cái một. Thế còn khi mua cả combo như trên ảnh ấy, thì là 1 triệu. Đấy, có hai màu, màu vàng và màu xanh. Thì màu vàng này có lẽ nó sẽ hợp với cả pin của Pingyang nha, mà quả pin này là được 600 vít tôn là uy tín đến mức nào rồi. Đấy, hàng của nó là ok. Đấy, riêng hàng này ok. Đấy, phân khúc của em đây em vẫn nói rồi, Camaro rồi Darama hay gì đấy đều là phân khúc hàng giá rẻ, nó rẻ hơn cả Hukan, rẻ hơn cả Deton. Đấy, nhưng mà nó có giá trị sử dụng của nó và mình vui lòng dùng đúng giá trị của sử dụng của nó. Đấy, chứ bây giờ mẹ mua con bu lông này hỏi em ơi con này có ngon như con Amax không? Đấy, con Amax thân máy 1.250 anh thấy nó ngon lắm rồi, nhưng mà anh không có nổi 1 triệu. Thì bây giờ anh mua con này có ngon được như Amax không? Nói câu đây mãi nhiều chán. Nhà bán hàng nghe mãi cũng chán, rồi nói mãi khen mãi cũng chán. Nó ngon là ngon so với cả những con tầm giá tương đương hoặc nhỉnh hơn nó chút thì nó ngon. Đấy nhá, 380.000 bao ship cho anh em. Đấy, rất rẻ rồi. Auto tặng đồ chuyển vít nhá. Đây. Đây. Em nhập mà đây là mỗi gói là 50, em còn một gói nữa vừa mới đóng thì là em nhập 200 cái thân này về bán, lấy 200 đầu chuyển vít về tặng cho anh chị. Giá rất rẻ rồi, 380 body chưa pin sạc, mở ốc 21 22. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.